Thưa quý vị, vì sao hai chiếc này của thương hiệu Suzuki lại xuất hiện trong chương trình này? Lý do đó là gì? Chúng ta sẽ được biết bởi một nhân vật chủ chốt của công ty Việt Nam Suzuki sẽ xuất hiện ngay tại đây. Ông ấy tên là Toshiyuki Takahara. Xin mời tổng giám đốc. Hey. Dạ. Xin chào ông. Xin chào anh. Oh, ông Toshiyuki Takahara là biết tiếng Việt hả? À, biết chút siêu thôi. À, đây là lần đầu tiên có vị tổng giám đốc của công ty về xe hơi và xuất hiện lên sóng truyền hình, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Đây là lần đầu tiên lên TV. Dạ. Ồ, đẹp trai quá. Dạ. Không đẹp trai. Không đẹp trai. Ở Việt Nam mà người ta khen mình đẹp trai là mình phải khen ngược lại đó. Ai khen ngược lại đó? À, xin lỗi. Đẹp trai không bằng anh. Hay quá. Bây giờ xin hỏi ông là lý do vì sao mà mình lại chọn cái chương trình là đưa em về nhà để mình đồng hành cùng rồi mang tới đây hai cái sản phẩm quá là đẹp như vậy? Chúng tôi nhận thấy chương trình có nội dung rất thú vị, ý chỉ câu trả lời đúng. Một câu hỏi là ngồi chơi có khả năng thò hư ngay một chiếc xe ô tô Suzuki. Đúng vậy. Và chúng tôi mong muốn đem giấc mơ sở hữu ô tô đến gần hơn với người tiêu dùng. Qua đó thương hiệu ô tô Suzuki sẽ trở nên phổ biến và gần gũi hơn với người Việt Nam. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều. Ông ấy nói là ông ấy yêu chương trình mình lắm, nội dung hay quá nên tới đây mà đó là một câu mình lấy từ xe hơi là ông ấy muốn mang cái giấc mơ tới cho nhiều người. Ở Việt Nam là thưa ông là không giống như bên Nhật thì nhiều xe hơi quá. Ở Việt Nam mà để có một chiếc xe hơi là cái giấc mơ to lớn lắm, xe hơi quá đẹp mà. Không, có một chiếc xe hơi vậy là to lắm, lớn lắm mà không phải ai cũng có được chiếc xe hơi đâu. Ở bên Việt Nam á, cái xe này nè nhiều người thích lắm. À, come on. Trường Giang cũng thích nữa. À, come on. Nếu như bớt giá. À. Giá đặc biệt cho anh. How many percent you discount for me? Đây là bí mật. À, bí mật. Bí mật. Hôm nay là lên sóng truyền hình thì ông có nói một cái câu gì đó về cái thương hiệu Suzuki và cái niềm tin mãnh liệt vì sao khán giả sẽ phải chọn mua chiếc này? Phải mua chiếc xe này. Vì sao? Why? Bởi vì bền nhá. Bền. Trời ơi, nói một câu đúng ngay tiêu chí người Việt chọn hàng là phải bền, bền bỉ. Bền bỉ. Xài hoài. Bên ngoài đẹp và tiết kiệm nhiên liệu. Thưa quý vị, là vừa bền bỉ, bên ngoài đẹp mà còn tiết kiệm nhiên liệu. Cảm ơn ông rất là nhiều vì đến với chương trình hôm nay. Dạ, cảm ơn. À, hy vọng sẽ gặp lại ở những chương trình khác. Dạ, chương trình khác, cảm ơn. Mình có thể giao lưu ôm nhau cái. Hả? Ông nhớ hỏi. Arigato. Arigato gozaimasu. Nhân ngày hôm nay, lần đầu tiên ông Toshiyuki Takahara xuất hiện trên sóng truyền hình. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình luôn. Dạ. Cho nên bây giờ mời ông làm cái người chơi danh dự. Mời, vô. Mình chơi luôn. Mình chơi luôn hả? Chơi luôn chứ. Ngồi hả? Ngồi chơi. Dạ, ngồi hả? Ông cứ ngồi đi, không sao đâu, mình chơi chứ mà. Người ta chơi người ta trúng xe, ông chơi thua mất xe, vậy thôi. Dạ, nhưng mà ngồi nước ngoài thì... Người nước ngoài chơi được luôn. Người bình thường trả lời một câu, nếu chiến thắng lấy chiếc xe hơi về. Còn nếu ông Toshiyuki Takahara chơi, nếu không chiến thắng mang tới đây một chiếc nữa. Đồng ý không? Dạ, đồng ý nhưng mà... Đồng ý là được rồi, đừng hỏi gì thêm nữa. Đúng rồi. Dạ, đồng ý là được rồi. Chơi thua là mất thêm chiếc. Trường Giang cho hỏi tiếng Nhật, ông trả lời một câu là được rồi. Tiếng Nhật hả? Tiếng Nhật. Okay. Tiếng Nhật? Dạ. Ok. Hey. Câu hỏi duy nhất. Nhưng mà tiếng Nhật phải không? Tiếng Nhật. Ừ. And now, the question for you, only one. Hãy đồng tin, Tamara, Chichu, Tamatu. Có nghĩa là, theo ông thì Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? Hả? Mất một chiếc xe, vỗ tay. Cảm ơn ông Toshiyuki. Tất cả đã rất là nhiều. Thì mình lần đầu tiên lên chương trình có một kỷ niệm nhớ Trường Giáng. Em là Trường Giáng. Trường Giáng hả? Dạ. Em có đi Nhật hai lần rồi. Nhưng mà chưa gặp ông. Đúng rồi. Sắp tới đi Nhật hy vọng gặp ông. Rồi sắp tới sau chương trình này kết thúc thì mình sẽ còn gặp lại nhau để bàn về xe hơi. Dạ. Mình có thể nói thêm gì không? Không. Là say something. No. Why? Xong rồi. Không. Không. Nói thêm. Không phải. Nói thêm tình hình. Why? Đúng rồi. Đưa em về nhà lúc 21 giờ từ ngày 25 tháng 10 trên kênh V Channel HTV2.